Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Đã đến giờ vào lớp học, kính xin tất cả tác âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Dạ xin mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ sư, con kính lãnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào cô chú học viên trong đêm. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charupe girisi karata te chantali kevi mane dipe ra te jagame taruana gahane geha watom hi kete fama jayanto dewa jalathala wisame rakhagantha panaga te chanta santike yang muni warawa janang sa thao me Sonando Dhamma Savana Kalo Ayam Paranta Dhamma Savana Kalo Ayam Paranta Dhamma Savana Kalo Ayam Paranta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Yadidang jatari purisa yugani atapur
Giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính như mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Phật Ma ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào lớp. Hôm nay thì mình học một bài đồ ăn. Rồi. Dạ, con kính lãnh đại sư. Dạ. Nay mình học tiếp bài số 10, 12. Giờ trước khi mình đọc đoạn văn rồi sau đó chúng ta trả lời câu hỏi. Giải bài tập. Đây là đoạn văn của bài số 10,
12, giờ chúng sẽ đọc trước, sau đó mời lớp đọc lại. Sukha papho gena jivitang raja 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 putasa awaha mangala diwasasa pacha to wasana utu hemanta utu jimha utu jati tai hi utu hi pari kunci tung cuti mante ca vithate ca mahante ca tai ni vimane kareti raja kumaro ya so thara raja kumariya satinte sang anto te rasahi wasehi sutu susukhang wasi raja kumari raja kumari athakho pi rahulo nama api rupang raja putang jayi bodhisatto kinjapi suwanna maya vimane dasaniye na putaka dare na sahawasanto panah panca kama gune anuthawa namhi na a pachi te na hi so a chi rang a ga ra ma a na ga ri yam a pachi a pachi so ra cha ku ma ra to ta ma te te wa de wa manu se u ye bao tak mi tu ja ti ya cha ra ya ya thim ya ti ma ma ra nam ha cha pa mun che sa mi ti a sa ya sa cha tham mang pa ri ye si tung mu ni a pa wi ai la no su kha pa po ge na chi vi tang ra cha ra cha pu ta sa a wa ha na mang ka la ti wa ta sa pa cha to wa sa na u tu he man ta u tu gim ha u tu cha ti tì hi u tu hi pare phun chi tung chu ti man tê cha vi tha tê cha ma ham tê cha tê ni vi ma nê ka re si ra cha ku ma ro ya so tha ra ra cha ku ma ri ya sat thin tê sam an to tê ra sa hi wa se hi su su khang wa si ra cha ku ma ri a tha phô pi ra hu lô na ma a pi ru pang ra cha pu tang cha yi phu thi sa to canh cha kinh cha pi so văn na ma ya vi ma nê ta sa ni ye na pu ta ka da re na sa ha wa san to pa na panh cha ka ma ku nê anu pha wa nam hi cha panh a pa chi tê na hi cha a chi ra a ga ra ma a na ga ri yam pa pa chi so ra cha ku ma ra to tham mang đề sê qua đề qua manu sê cha ti ya cha ra ya 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 thim ti ma mar nam a cha pa mun je sa mi ti a sa ya sa cha tham mang pa ri ye si tu mu ni a pa vi giờ chúng ta sẽ chia ra hai đoạn, hai người đọc. Người đầu tiên đọc tới đoạn ra cho phố tăng trà giết, người thứ hai thì đọc từ phố thị sát to cho đến đoạn cuối. Bây giờ mời lớp giơ tay lên để em tập đọc bài. Anh Cát Khánh chưa vào lớp, ngày cô đang mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ Khánh chưa về nhà sư, đi làm chưa về? Dạ xin mời Phật tử Phương Tiên. Dạ bà sư cho con xin đọc. Sukha pakro getna jivitang gaya gaya kutasa avaha
nát măng gắt là đít bát sát sát bát chắc đồ bát xà nát ú tú hề măng tắc ú tú kim hắc ú tú chắc ký tì hí ú tù hí bát bí hú già dít tùng chú tìm măng tề chắc vì thắt tề chắc măng hàn tề chắc tì ní vĩ mà nề khà rê xí ra dắt khú má rô dắt xô đắc ra ra giác khú mà rí già sắc thiêm tế sam ánh tô tê ra tê gá xa hí vắc xê hí xúc khút khàm vắc xì ra dắt khú mà rì áp thô khố tí khố bí ra hú nô ma nô á pin á hí ru phát tăng giáp bí gia bí. Dạ con xin hết rồi cái đoạn đó rồi sư. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Thưa sư, Bồ Thí Sát Tô Kinh Chà Pí Su Quan Ná Má Giá Ví Ma Nê Đắc Sá Ni Dê Ná Bút Ta Cá Đa Rê Ná Sá Há Quá Sàm Tô Bá Ná Pành Chá Cà Má Gú Nê Anu phá quá nam hí ná a bách chí tê ná hí sô á chí răng agarasma anagari dân bắp bá chí sô ra chá cú ma rát tô thăm măng đê sê tòa đê quá má nút sê chà tí gia chá ra giá gia thích ma Má ra nam hà chá ba môn chê ba môn chết chết sa mi tí a sa giá sắc chá thăm măng ba rí dê si tùng muốn ní á phá quý. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Sukha Pakko Gena Chi Vít Tăng Raja Raja Puttasa Awahana Mangala Di Quasa Pachato Vasana Utu Hemanta Utu Kimha Utu Chati Tihi Utuhi Paribun Chitung Chuti Mante Cha Quýt thát tê chá, má hàn tê chá, tì ní, quý mà nề cà rê xí, ra chá cú mà rô, chá sô ta ra, chá sô ta ra, ra chá cú mà rì à, sát tình tê sang an tô, tê rá xá hí, quá xê hí, xú xú căng quá xí, ra chá cú mà rì á tắc khô, bí ra hù lô, nà má, A phí rụt bằng là chá bút tầng và dí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Bồ Thí Sát Tô Kinh Chà Pí Su Quan Ná Má Giá Quý Mà Nề Đá Sá Mì Dê Ná Bút Tá Cá Đà Rê Ná Sá Há Quá Sàn Tô Bá Ná Bành Chá Ca má gu nề, á nú phá quá nằm hí, ná a bách chí. Tê nà hí sô á chí răng, á gà rás mà á ná gà rí dăng, bắp bá chí. Sô ra chá cú mà rá tô thầm măng đề xê tòa, đề quá má nút xê. Chà tí già, chá ra giá, quý già thích mà, má rá nằm hà chá.
bác muôn chê sa mi tí a sa giá sách chá thầm măng bá rí dê sĩ tùng mô ní a phá quý. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa con xin phép được đọc bài Sukha Pappu Jena Di Uy Tăng Raja Raja Puttasa Awa Ahana Mang Gala Di Vassasa Pachato Vassana Utu Hề Mần Ta Utu Yim Ha Utu Cha Ti Ti Hi Utu Hi Pari Bun Chi Tung Chư Tết Mần Tề Chắc Quý Thất Tề Chắc Mần Hành Tề Chắc Tạc Dù Quý Nà Mê Gà Rê Sĩ Sù Giác Thụ Giác Sù Thá Rà Rà Chắc Cúc Mà Chắc Cúc Mà Rị Dạ Sát Thình Tề Sẵn Anh Tù Tề Rá Sát Hít Quá Sê Hít Sú Cú Khăn Quá Sĩ Tà Á Thù Khô Phí Rá Hù Lô Nà Mát Áp Hít Rú Bằng Rà Chắc Bút Tăng Chà Yít. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc Bodhisatto Kinh Cha Pí Su Suwan Ná Má Giá Ví Ma Nề Đá Sa Ni Dê Ná Bút Tá Ca Đà Rê Ná Sa Há Quá San Tô Pa Ná Văn chá ca má hú nê á nú phá hoa nam hí ná a bách chí tê ná hí sô á chí răng á gà rát xì ma á ná gà rí răng bắp bá chí sô ra chá cú ma rát tô thăm măng đê xê toa đê quá má nút xê cha tí già chá ra giá vi già thít ma Má rá nam ha chá, pa môn chê xuyên tí, a sa giá, sát chá tham măng, pa rí dê xí tùng, xí tùng, mu ní, áp phá húy. Bạch sư con đọc xong ạ, con cảm ơn ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Su khát bác. Hồ ghê ná, chì quý tăng, ra chá bút tát xá, à quá hạ ná, măng gá lá, đi quá. Trong kéo màn hình xuống. Bách chá tô, quát xá nà ủ tú, hê măng tá ủ tú, im hạ ủ tú, chà tí, tí hí, ủ tú hí. Pari pun chitun chuti mang te cha vitha te cha mahan te cha tini vimane karesi raja kumaro yaso thara raja kumariya sating te sang anto tera sahi Vassehi Su Su Khang Vassi Sa Atha Hopi Rahurom Nama Atirupang Raja Utang Jayi. Dạ bác sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thầy sư xin đọc. Xem màn hình cũng đi. Dạ, thầy sư xin đọc. Màn hình sư chỉnh đó chị. Bodhisattva. Rồi rồi. Bodhisattva. Kinh chá. Kinh chá bí. Su quá ná. Chú quần. Chú quần ná. Má giá quý, quý mê nê. Dasaniyena Buddhaka
Derina Saha Vasanto Pana Pancha Kamehune Anupawana Anupawanami Na Abachi Tenehiso Achirang Arendatma Anna Gary Young Patbati Sorete Kumarato Thamang De Setoa De Waman Chut Manushe Tetia Tereye Yathima Yathitma Ya thích mà Marana Mha Chá Ba Mùn Chê Sà Mì Tí A Sà Giá Chắc Chá Tham Măng Ba Rí Dê Sĩ Tùm Mú Ní A Ba Quý A Ba Quý chữ đại dính anh thấy A Ba Quý dạ thầy sư xin hết. Dạ, có cầu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, thưa sư hết rồi. Còn ai đọc nữa không? Thôi giờ đây con đọc cho sư. Thưa sư con đọc. Sukha Pappho Gena Chivitang Raja Raja Puttasa Awahana Mangala Diwasasa Pachato Wasana Utu Hemanta Utu Gimha Utu Chati Tihi Utuhi Parifung Chitung Chuti Mante Cha Vithate Cha Mahante Cha Tini Vimane Karesi Raja Kumaro Yasothara Raja Kumariya Satin Tesang Anto Tera Sahi Wasehi Susukang Wasi Raja Kumari Atha Kopi Rahulo Nama Afirupang Raja Putang Chaji Bodhisattva Kinchapi Suwana Maya Vimane Dasani Yena Puttaka Dharena Sahawa Santo Panak Pancha Kama Vune Anufao Wa Namhi Na Apachi Tenahi So Achirang Ararasma Anarari Yang Papachi So Raja Kumarato Thamang Desetua Dewa Manuse Cha Tí Gia Chá Rà Giá Quà Thích Mà Má Ra Nàm Hà Chá Ba Mùng Chê Xin Tí À Sa Giá Sá Chá Thầm Măng Ba Đi Dê Sĩ Tùng Mú Ní Á Phá Quý. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư các khánh vô rồi sư. Rồi bây giờ chúng ta tìm các thứ từ đã được sử dụng trong bài này coi. Bạch sư con xin tìm trong đoạn văn bài học có con tìm được bốn tính từ. Thứ nhất là ví thá tê là rộng và má han tê là lớn và a phí ru păng là khôi ngô và đá xá ni dê ná là đẹp. Bạch sư con có thiếu đâu xin. Còn từ trước tí măng tê dạ bạch sư còn từ bút tá cá đa rê ná tá cá đa rê ná dịch lại gì
Dạ dạ, vậy không có trong này sư. Chỉ có vô tiếng mà dưới tiếng măng tê là lộng lẫy sư. Vít măng tê là lộng lẫy. Vít thắt tê rộng, măng tê là lớn nè. Vít rút băng là khôi ngô nè. Đắc tinh đi dê là đẹp nè. Còn. Rồi hết rồi đó. Thì làm có được 1, 2, 3, 4, 5 5 cái tính tự. Rồi giờ chúng ta trở lại phần bài tập, sửa bài tập. Khánh niên Khánh vào rồi nên Khánh mở file bài tập cho lớp đọc xong sau đó mình sửa anh khác khác. Rồi đây là 5 câu bài tập phần căn bản trước đi ha. Câu 1, xuất thủ đã nô nam ma phu quá tí rai chắc phú ta sát đi thật tê chá mạng hành tê chá phá sàn đê ca rê tí. Câu 2. Raja Kumara Sabima Nanang Namang Ramoja Suramoja Supo Jati. Câu 3. Tithatha raja kumaro yaso thara yasat hình vithate cham hante cham vimane susukhang vati. Câu số 4. Appi uthisato mahantan cha pasa dang dasan viyan cha darang api rupan cha raja puttang lakhitwa panakna sidi. Câu số 5, tên ấy hi phô thi sát tô chú tê chà tị chà rành chá và thình chá mát nành chá a tích cam má xá. Tích cam má xá bị thình ê tị xá tị tị. Ồ, cái này sai nhiều. Eti satiti. Hai lần nữa. Tutu rano nama pu pati raja putasa vitate chaman te chapasa de karesi. Câu số 2. Raja chakumarasa vimana neng namang ramoja suramoja suphoja ti. Sitatha raja kumaro yaso tharaya satthin vithate cha mahante cha vimane susukhang vasi. Api phù thi sát tò ma hành tành chá pa sa đăng đá sa ni dành chá rù đà răng api rù quanh chá ra chá phú tăng la phi tòa pa na na si đi. Câu số 5, tê na hi phù thi sát tò chá tê chá răng chá vya thình chá mar nành chá a tê kâm ma sa mi thình e si sa tê tí. Chìm ta nề nạ pháp với chi. Rồi xin mời lớp chia tay lên để đọc bài rồi sau đó chúng ta sửa bài tập. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc bài. Dạ
dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Su đắc su thô đắc nô na ma bút ba tí ga giác bút tát sát viết tát tê chắc man hành tê chắc ba sa đề cả rê xí. Câu số 2. Ga giác khú ma prát xa ví ma na năng ram mô chắc su ram mô chắc su po cha tí hồ tí. Câu số 3. Si đắc tha ga giác khu khu ma rô giác sô đắc ra giác sắc thêm viết tháp tê chắc mang hành tê chắc ví mà nề xuất su kham vát xí. Câu số 4. Áp bít bô đít sắc tô mắc hành tàn chắc ba sa tam đắc sang ni dân chắc đạt ràm ít biết rù bàn chắc ra giác bút tam lắp bít tòa bắt nà nạ bắt nạ nạ si đắc tí. Câu số 5. Tê nắp hí sô gia tí giác răng chắc gia đít thần gia đít giác thiên chắc mắc ràng mắc rác năng chắc áp tí khăn tí bi tùm viết thêm ê xí xa mi tí chín tăng nê nắp bác bà bác bác chị bác bà chị. Dạ con xin hết à. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Năm câu hỏi của năm năm câu từ Bali dịch sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Sutho Dano Nama Phubati Raja Buddhasa Vithate Cha Mahante Cha Basade Karesi. Câu số 2. Raja Kumarasa Vimananang Namang Ramo Cha Suramo Cha Sufo Cha Tí. Câu số 3. Siddhartha Raja Kumaro Yasothara Cha Sakthin Vithate Cha Mahante Cha Vimane Sukhutkhan Vasi. Câu số 4. Api Bodhisatto Má hằng tàn chá ba sa đăng đát sa ni dàn chá đa răng á phí ru pan chá ra chá bút tăng lá phí tòa pá ná ná si đá tí. Câu số 5. Tê ná hí sô chá tí chá răn chá dà thiên chá má rá nan chá Atika mi tung vi thiên Esisa mi tí Chin ta nê ná Pát bá chí. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Sutho Dano Nama Upati Raja Putasa Vitha tê chá man má han tê chá pa sa đề ca rê xí. Câu số 2 ạ. Ra chá cú ma rá xá ví ma na năng na măng ram mô chá su ram mô chá su phô chá tí. Câu số 3. Si thất thá ra chá cú ma rô giác sô thá ra giá sát thình ví thá tê chá mà má hàn tê chá ví ma nê xú xú khâm quá xí. Câu số 4. Á pí bồ thí sát tô má hàn tành chá pa sa đăng đá xá ni dần chá đa răng đa râm á pí ru pan chá ra chá bút tăng lá phí toa pá ná ná xì đí. Câu số 5. Tê ná hí bồ thí sát tô cha tí giá răn chá vi gia thân chá má rá năn chá á tích khá má xá vi thình ê xí xà mì tí chiên tá nê ná bắp bá chí. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ. Con cảm ơn ạ. Xin mời cô Diệu Bảo ạ.
Dạ bạch sư, con xin đọc và dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất: Xuất thô đa nô na ma phù pát tí ra chá bút tá xá quýt thá tê chá măng má hăng tê chá ba sa đê ca rê xí. Câu số 2: Ra chá cú má rát xá quý ma na năng na măng râm mô chá xú râm mô chá xúc phô chá tí. Câu số 3: Xí thá thá ra chá cú ma rô giá sô thá ra sắp hình quýt thá tê chá má hăng tê chá quý ma nề xú xú khăn quá xí. Câu số 4: Api bồ thí sát tô ma hành tần chá ba sa đăng đá xá ni dăng chá đa răng Api bồ bần chá ra chá bút tăng lắp bít tòa ba ná ná si đi. Câu số 5: Tê na hí bồ thí sát tô chà tí chá rành chá quý gia thình chá ma rá nành chá A tích ca mát xá quyết thình A xích xá tì tí chìm tá nề ná bắp bá chí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc phần dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1: Xuất hồ đá nô nam má khu cá tí ra chá bút cát xá ví khá tê viết khá tê chá má hưng tê chá đa sa đê ca rê xí. Câu số 2: Ra chá của ma rát xá ví na na năng na măng râm mô chá chú râm mô chá chú phô chá tí. Câu số 3: Thích khách thả ra chá của ma rô ra sô thả ra giá khách thiên Ít thả tê trá, mang tê trá, dưới nà nê, xú xú khăn quá xí. Câu số 4: Á tí, bồ thí sát tô, má hành tanh trá, ta sa đăng, đắc xá ni rành trá, đa răng, á phí ru tanh trá, ra trá bút tăng, ná phí toa, ta ná ná si đí. Câu số 5: Tê này, tê ná hí, bồ thí sát tô, cha tí chá ranh chá ví xa thinh chá mà giá nành chá a tích cá mắt xá ví thinh ê xích phá tí tí chim tá mê ná bắp tá chí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin hết được ạ. Câu số 1: Su thô đa nô na ma u pa ti ra cha bút tha sa vít tha tê cha man ma han tê cha pa sa đê kha rê si. Câu số 2: Ra cha ku ma ra sa vít ma na năng na mang mô cha su ra su ram mô cha su po cha ti hô ti. Câu số 3: Sít thát thá ra chắc khu mà rồ giá sù thát ra giá sách thình quýt thát tê chắc mà hành tê chắc quýt mà nề sư sư khăn quá sĩ. Số 4: Áp vị bồ thị sát tù mạ hành tần chắc phà xà tăng đát sát ni yàn chá đà rằng áp phí rù phần chá ra chá bút tăng lắp phí tòa phát nạ nạ xì tí. Câu số 5: Tê nạ hí sô chá tí chá rằng chá vị gia thí và gia thình chá má rạ nằn chá át tí khá mi tùng vị thình hề sĩ xà mi tí chín tạ nề nạ bác bác chị. Dạ con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ con xin đọc câu thứ nhất:
Sutho Dano Nama Bunpati Raja Putasa Vithate Cha Mahante Cha Pasade Karesi. Câu số 2. Raja Kumarasa Vi Ma Na Năng Namang Ramo Cha Suramo Cha Sutho Chati. Câu số 3. Siddhartha Raja Kumaro Yasodhara Raja Satin Vithate Cha Mahante Cha Vimane Susukhang Vasi. Câu số 4. Api Bodhisatto Mahantancha Mahantancha Pasadang Dasa Niyang Cha Darang Afiru Pangcha Raja Utang Labitwa Pana Na Sidi. Câu số 5. Tenahi Bodhisatto Chatiya Rancha Viyatingcha Marananca Atika Masa Witing Esi Satiti Esi Satiti Cinta Nena Papaci. Dạ, bạch sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, dạ bạch, con đọc rồi ạ, con xin lỗi chưa bỏ tay xuống. Dạ, tôi quên, xin mời Phật tử Hoa Nguyễn. Quan Thanh. Xin mời Phật tử Quan Thanh ạ. Không nghe chị Hậu đọc. Dạ, xin mời Phật tử Quan Thanh ạ. Chắc là mic chị bị lỗi rồi đó, chắc mời chị Tiên Mã đi Thánh ơi. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc. Dịch Bali sang tiếng Việt. Sutho Dano Nama Phu Bati Raja Bhutasa Vitha Te Che Ma Han Te Che Pasade Kare Si. Hồi số 2. Raja Kuma Rasa Vimana Nan Nang Nan Mang Ram Ramo Che Su Ramo Su Ramo Che Su Pho Che Tí Ho Tí. Hồi số 3. Chitha Raja Kuma Ro Yesucho Tha Tha Yesu Tharaja Yes Satin Vithate Che Mahante Che Vimane Su Su Khang Vasi. Hồi số 4. Abhi Phu Bodhisattva Mahante Che Basadang Dasani Yen Che Darang Afi Ruban Che Raja Bhutang Lafitoa Banana Chi Chi Di. Câu số 5. Te Nahi Bodhisattva Chetiye Chetiye Rancha Viye Sincha Marananja Atikang Atika Masa Within Sitsa Titi Chin chính tế nên né bát bát trí. Dạ thầy sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. À.
Ai làm con máy mình lên tiếng để sửa không có bị trùng lặp với nhau. Dạ, bạch sư con sửa, xin sửa câu 2 đi ạ. Khánh. Con đưa lên rồi ạ. Cô gửi lên rồi nha các Khánh. Dạ, câu 3 phải không cô bạn? Đúng rồi con. Ê, xin làm câu 4 đi. Câu 4. Thưa sư, con xin sửa câu số 2. Dạ, chị ơi sửa câu 2 em sửa rồi chị ạ. Cát Khánh mình đã đưa lên bảng ngoài bằng chat rồi Cát Khánh. Câu số 1 có ai sửa chưa ạ? Câu số 1 có người sửa. Số 1, số 2, số 3, số 4. Số 4 có chưa? Số 4, số 5 chưa có người sửa. Vậy thì mẹ xin sửa câu số 4 đi. Vậy sao tiên sửa câu số 5 nha. Dạ rồi. Dạ rồi, giờ còn câu 4, câu 5 thôi. Mẹ câu số 4. Câu 5 tiên nè. Dạ rồi. Chị Tiên chat câu lên. Câu 5 tiên một. Chờ chút. Con ghi gì mẹ câu 4 nè. Ghi câu 4 gì? Dù Bồ Tát. Không. Số 4. Câu số 4 có chị Nương đã có được. Dạ, cô Nương rồi. Chị Nương đưa lên cái câu số 4 rồi đó. Dạ. Vậy thôi con ghi câu số 4 của cô Nương đi. Chị Cúc dịch đi, coi em dịch có đúng không, em cũng dịch đã. Chị Cúc có dịch. Thôi cô Nương dịch đi. Cô Cúc chuẩn bị câu ba ly rồi con. À được rồi. Ba ly cô cũng xin dịch ca tiếng Việt sang ba ly, cô dịch câu số 3. Dạ, tiếng Việt sang Pali con xin dịch số 1 ạ. Dạ, còn một câu số 5 nữa. Chị Tiên Mã không chị Tiên Mã? Đúng rồi, câu số 5 là chị Tiên Mã làm mà Khánh ơi. Dạ, Cát Khánh giúp xem cái câu số 2 hình như không phải đâu. Cát Khánh ra lấy lại ở chỗ Diệu Thủy làm. À, đúng rồi, em có bị lộn rồi. Dạ, em có bị lại. Oh, sorry, lộn nữa.
Hình như giữa chữ Ramo với Suramo nó có dấu phẩy không chị? Dạ đúng rồi các Khánh sửa giúp ạ. Xuống câu 3 các Khánh. Dạ dạ. Thế con copy câu chị Tiên Mã. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu. Dạ. Rồi chúng ta xem sửa bài tập ha. Câu 1. Sutto dano nama pūvati rajaputtassa vitthate ca mahante ca pāsāde areti. Đức vua Sutto dana đã cho gì cho xây các cung điện rộng lớn. Cô Bảo tắt mic cô Bảo. Rồi câu số 2. Rajakumara Savimana nang namang Ramoja Suramoja Sukhojati. Tên các cung điện của thầy tử là Ramo, Suramo và Sukho. Mấy cái này Rama, Surama, Rama, Surama, Sukha. Câu số 3. Chitthara Jakumaro Yasothara Yasothing Vitate Jamhante Javimane Susukhang Vati. Thái tử Chitthara cùng công chúa Yasothara đã sống hạnh phúc, đã sống rất hạnh phúc. Anh ấy Susukhang thì nghĩa là rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Trong các lâu đài rộng lớn, lâu đài rộng và lớn. Api Bodhisatto Mahantan cha Pasadang Dasaniyan cha Darang Api Rupan cha Rajaputang Lapitwa Panna Na Siddhi. Dù đã có được lâu đài lớn và đẹp và hoàng ngang khôi ngô tuấn tú, nhưng Bồ Tát không lắm nhiệm. Rồi câu số 5. Tê na hi so ra cha ti cha ranh cha cha tinh cha mar nành cha tích cam sra vị thình e si e si sa mi ti chìm thân nền nó bập chi. Bởi thế ngài đã xuất gia với suy nghĩ rằng ta sẽ tìm cầu cách thức để vượt qua sự sinh già bệnh chết. Rồi được rồi, sửa tiếp 5 câu Bali đi.
Mọi người sửa câu gì không nói đi. Cô sửa câu số 3. Cô dịch câu số 3 tiếng Việt sang Bali. Chắc Khánh ghi giùm cô đi, cô ghi cái cô đánh trở lại cái nó mất chữ rồi con. Chá xô thá ra. Chí thá thá ra chá cú má rá xá. Chưa 9 giờ. 8 giờ rưỡi, mới 8 giờ rưỡi. Hả? Ừ, quên. Sắp thi. Á quý rù văn. Dạ. Á phí ru bằng. Á phí ru bằng. Ra cháp bút tăng. Lắp phí. Phí. Lát phí à, cảm ơn con. Cánh sửa gì tiền chỗ cái măng ghe lăng á, chữ N cái dấu chấm trên mà tiền không biết bấm chấm trên lâu quá không mở, không biết nó nằm lúc nào quên. Dạ yeah, dạ. Yeah. N chấm trên á, bấm chỗ nào em ha? N chấm trên bằng phím á chị, hình như mấy chữ là chữ H hay là chữ chữ G á chị. Chị coi thử. Để qua thử nghe. Thì thấy là nó là chữ G. Thank you.
các kháng sữa dùm cô cái chỗ là nasidi là nó sát lại với nhau, không phải nó rời ra. Câu 4, các kháng chỗ nasidi dính liền nhau ở trên, câu ở trên đúng rồi, dính liền chứ không có rời. Còn cái mú ní phá quý thì mới rời, mú ní phá quý ở dưới, hàng dưới á các Khánh. Mú ní phá quý, à đúng rồi. Rồi cảm ơn các Khánh. Dạ, thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi, Đức Vua Tịnh Quảng đã cho xây những lâu đài mới có kiến trúc khác nhau. Thầy thử vua tình khoản của thô ra nô nam hạ phu bất tí ta cho tay lâu đài mới thô ra nô nam mát ta rê tí cho xây lâu đài mới có kiến trúc khác nhau. Chữ mới ở đâu? Ở đây không có chữ mới nè. À, nó về đúng rồi. Nó về xin lỗi. Ta cho xây những lâu đài mới có kiến trúc khác nhau. Nà nà nì mà nà sắp nà xíp phát xăm phân nì. Cái chữ này đúng ở trong từ vựng không vậy? Cái kiến trúc nè. Dạ đúng, bạch sư đúng ạ. Ừ. Nimaranis. Còn thấy có như hai chữ trái thưa sư. Hả? Như hai chữ trái. Tại câu này đâu cần thiết có hai chữ trái đâu. Bỏ chữ trái hết đi. Bỏ luôn chữ kia. Rồi con số 2, có nhiều phụ nữ trẻ đẹp trong tòa lâu đài để hầu hạ thái tử suốt thời gian 13 năm. Tê ra sát quá sát sát ai chứ về ná Raja Kumara Sapari Charnaya Bimane Tahare Tahara Raja Pahukaja
có nhiều cung nữ trẻ đẹp. Ở đây mới có chữ trẻ à, chữ đẹp chưa có hả? Ừ. Chữ nhiều thì khỏi sân để chữ chán. Biết chữ chữ đẹp, thêm chữ đẹp chưa? Nó phí được mang hả sư? Không, chữ là Tassaniya. Tassaniya. À. Dasaniya. Có nhiều cung nữ. Có nhiều cung nữ trẻ đẹp trong tòa lâu đài, để hầu hạ thái tử suốt thời gian 13 năm. Rồi câu số 3, con cứ nhớ thông pha ba cùng thái tử Thích Thất Thát đã có được một hoàng nam khôi ngô tuấn tú. Raja Uttam Irupan. Irupan này được âm Raja Uttara cùng thái tử Siddhartha đã còn được một phần chú. Rồi câu số 4. Câu số 3 là Yasodhara. Siddhartha Raja Kumanena. Thứ ba nữa chứ. Trời ơi, ai sai, còn sai cái cách này là chết rồi. Kumarena. Thì Kumarena. À, thử âm. Kumarena. Rê, chứ không phải đê. À. Câu số 4, thái tử không đắm nhiễm trong việc thọ hưởng ngũ dục, vì thế sao mày là tất thành một vị phụ sĩ. Thái tử không đắm nhiễm, không đắm nhiễm ta không phải biết. Rồi nó ra cho nó biết. Ra chá của mô rô, văn chá, ta má phú, văn chá. Đắm nhiễm trong việc thọ hưởng ngũ dục. Bánh chát đã ra. Bánh vô cách trời. Bánh cái chữ à. Tên là gì? Bánh chà tô. Tên lý. Bánh chà tô. À, khẩu xuân nặng xuân bốn. À, khẩu xuân nặng. Hồi xưa cái ca má của nề đó không phải là cách tư, hồi xưa cách bốn chứ. Lại cách hai. Cách bốn chứ từ xưa. Nó danh động từ cách bốn rồi cộng cách bảy chứ. Anh muốn phá quên nề là cách bảy là đúng rồi. Còn ca má của nề nó phải là cách bốn chứ. Anh trá ca má của nề. Cách hai.
hai. Là câu thứ năm. Sau khi tổ chức hôn lễ, Đức Vua rất vui mừng vì nghĩ từ nay Thế Tử sẽ không ra đi xuất gia. Đi ra đi qua Awa Hana mang mang cái lăng của Phật Tiết Tiết Nghi Giác. Lợi cho nó đàng hoàng và tuyệt vời. Awa Hana mang cái lăng chữ nợ chấm trên. Ông kia mang cái lăng nè, chứ đó là được rồi. Câu tiếng Việt sửa luôn đi. Thánh ơi, câu ba hồi nãy xíu đã thả thêm chữ tờ đó Thánh. Con xin sửa câu số 1 sư. Bạch sư, con xin sửa câu số 4 con đã đưa lên chat rồi đấy ạ. Thưa sư, cho con hỏi cái câu mà á tí quá tá tí như cái câu mà á tí cá mắt tí là đồng nghĩa hả thưa sư? Ừ. Cái câu mà cái từ á tí quá tá tí với lại á tí cá mắt tí là đồng nghĩa phải không thưa sư? Cái động từ, cái danh từ. Con nói là động từ luôn á. A tí cá mắt tí á, với lại từ á tí quá tá tí là đồng nghĩa phải không thưa sư? Con thấy sư dịch cái từ atikamati thì vượt qua xế chiều, còn cái từ atiwatati thì nó chỉ là vượt qua thôi, nên con không biết dịch trong câu này nó có đồng nghĩa là không. Giống nhau.
Sao cái máy của mẹ? Gửi mọi người thôi. Cho lên câu 3 các con. Chị nãy giờ chị ngồi lên xíu nữa đi các anh, còn có gồm 4 các anh. À, các anh đi dịch. Tí nữa lui rồi xuống câu 1 đi tìm cho phần kia nha. Sách tiền nó không có cái này. Rồi 1, 2 tìm cho phần kia. Rồi. Tớ lên. Rồi tớ lên. Tớ lên cho chị chụp tiếp 3, 4. Xong rồi. Check lên luôn, check lên luôn, không có vẻ check lên luôn.
lùi qua cô bé rồi, lùi xuống cô bé, lùi xuống cô bé, chỉ chụp được cô bé thôi. Rồi, rồi. Chờ lên đi. Xong rồi. Thánh lên lại lúc đầu đi lái chân chụp luôn cho nhóm luôn. Rồi, rồi, rồi. Xích, 4, 5. Rồi đây. Xong rồi đây. Từ đầu luôn đi Khánh, cơ bản lên trên chụp mấy cái câu đầu luôn hết trơn. Ờ đúng rồi Khánh. Rồi. 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 Bây giờ xin cảm ơn mọi người xong chưa, góp đi qua đi. Cảm ơn Khánh. Nếu mọi người chưa dịch xong 5 câu này. Giờ mình lưu lại đi để chị Tam làm tiếp ha. Em mời lớp nghỉ đi. Dạ. Buổi học đã kết thúc. À, chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha chaphumatha dewanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakhantusasanang. Akasatha chaphumatha dewanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakhantunogaru. Akasatha chaphumatha dewanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakhantunyatayo. Akasatha chaphumatha dewanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakhantupanino. Akasatha chaphumatha dewanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakhantuno sada idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. Sa-tu. Dạ, kính mời quý học viên trở lại lớp 3 vào ngày thứ 3 hàng tuần.
thường vào lúc 19:30 đến 21:00. Dạ chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe và tiến hóa trong đạo pháp. Dạ kính chào cả lớp. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. Dạ xin mời lớp này. Dạ và xin chia sẻ sự của lớp nữa ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Chúc sư ngủ ngon.